cho mọi người và mọi người theo chân mình để xem một kỳ nghiên cứu tụi mình sẽ được diễn ra như thế nào nhé. Tụi mình đang là sinh viên 5 năm của trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang theo học tại khoa kỹ thuật vi sinh, là một trong những khoa được cấp chứng chỉ APEX về đào tạo đạt chuẩn Hoa Kỳ. Hiện tại, mình là thành viên của lab y học tái tạo, một lab chuyên nghiên cứu và chế tạo vật liệu sinh học tiên tiến giúp chữa trị các vết thương và tăng khả năng phục hồi sức khỏe bệnh nhân sau khi điều trị. Mình có cơ hội được tiếp xúc với các nghiên cứu từ rất sớm và đặc biệt quan tâm tới việc sử dụng công nghệ in 3D để in các cơ quan con người. Đến với cuộc thi chung kết Eureka lần thứ 25 này, nhóm mình vinh dự được mang tới đề tài sự kết hợp của PCB và hydrogel làm từ ketosan và satin gum với mục đích in 3D. Như các bạn đã biết, việc dùng vật liệu 3D để implant đang trở nên phổ biến vì nó giúp mô phỏng cấu trúc đa quy mô của mô cơ thể con người, thể hiện rõ hơn cơ quan thật của con người theo hướng tái tạo mô tốt hơn. Đến với Eureka, tụi mình hướng đến việc nghiên cứu một loại mực in từ polymer tự nhiên kết hợp với PCB, là một loại vật liệu có tính dẫn truyền xương cao, từ đó không chỉ hỗ trợ xương về mặt cơ lý mà còn giúp tăng khả năng tái tạo xương sau khi implant. Qua video này, tụi mình mong muốn các bạn có thể hiểu rõ hơn về một dạng nghiên cứu khoa học của nhóm mình sẽ được diễn ra như thế nào. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng mình mong nó là cơ hội để chúng mình có thể bước tiếp trên con đường nghiên cứu khoa học sau này. Và hơn thế nữa thì chúng mình muốn lan tỏa cái tinh thần nghiên cứu khoa học của chúng mình đến tất cả các bạn sinh viên trên đất nước, rằng là đừng ngần ngại và hãy theo đuổi ước mơ khoa học của mình nhé.